Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc từ phòng thí nghiệm robot di động MRL thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul Tech vừa qua đã cho ra mắt một thiết bị vận chuyển hàng hóa trên không mới mang tên Palestron. Thiết bị này có thể được điều khiển trực tiếp bởi con người và có thể duy trì sự ổn định trong lúc hoạt động. Palestron là tên gọi được kết hợp giữa pallet, kệ hàng hóa và drone, máy bay không người lái đa cánh. Hàng hóa sẽ được đặt lên một chiếc kệ lơ lửng trên không và có thể di chuyển bằng cách tác dụng lực nhẹ nhàng, ngay cả khi đi bộ lên cầu thang, điều mà xe đẩy thông thường không thể thực hiện được. Nhóm nghiên cứu do giáo sư Lee Seong-jae dẫn đầu cho biết máy bay không người lái hiện cần phải nghiêng để có thể thay đổi hướng và thiết bị chỉ có thể mang hàng hóa trong các khoang hàng bên dưới thân máy bay. Để khắc phục, họ đã thiết kế một bộ khung bên ngoài giống như một chiếc kệ để có thể mang theo hàng hóa với mọi kích thước. Ông Lee giải thích, chúng ta chỉ cần đẩy và kéo cái kệ này, có thể điều chỉnh và kiểm soát chuyển động của nó. Thiết bị này mang theo khả năng di chuyển trên địa hình gồ ghề hoặc cầu thang mà xe đẩy thông thường không thể làm được. Nhóm nghiên cứu cũng đã lắp đặt động cơ servo lên cánh quạt nhằm xoay cánh để điều chỉnh lực đẩy mà không cần nghiêng máy bay. Họ phát triển một thuật toán mới để tính toán khối tâm, giúp duy trì tư thế nằm ngang, ngay cả khi mang hàng hóa không ổn định. Hiện tại, Palestron đã thử nghiệm mang theo hàng hóa lên tới 3kg. Ông Lee nhấn mạnh rằng Palestron có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm các ứng dụng với cánh tay robot hoặc kết nối với máy bay không người lái khác. Ông Lee cho biết nhóm cũng đang phát triển công nghệ mới gọi là docking trên không, cho phép tiếp nhiên liệu hoặc thay pin cho máy bay giữa không trung mà không cần phải quay về đất liền. Nghiên cứu này đã được công bố trong tạp chí IEEE Robotics and Automation Letter vào đầu năm nay.